Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng là cựu sinh viên khoa triết học những năm đại học và cao học. Trở về thăm trường, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng tham quan khuôn viên trường, đến thăm các thầy cô cũ tại khoa triết học và một lớp học của khoa báo chí và truyền thông. Tại đây, ông đã trò chuyện cùng các sinh viên là những phóng viên, nhà báo tương lai của đất nước. Ví dụ như hôm nay đó là tôi về tôi thăm trường như các bạn là nhà báo thì các bạn sẽ rút tiếp để về của cái sự kiện ngày hôm nay như thế nào cho nó hay. Dài quá, tiếp rồi. Tiếp dài á. Bây giờ các em nói là thành Sabo mất rồi. Bây giờ thầy cho một gợi ý này. Chủ tịch nước về thăm trường sư phạm. Ôi trời ơi, anh Quân Châu. Nghĩ là con này nó vô nó không lại. Đây chủ tịch nước. Cho nên là mỗi một cái chiến tựa đó nó rất là quan tâm hướng cái người đọc. Và nhìn ở mỗi góc độ nó đều có cái hay khác nhau. Không thể có một cái điểm tựa thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng mà trong từng cái sự kiện như mình lựa chọn ra cái gì đó là mình có lý do các bạn với tư cách là có 5 năm làm trưởng ban tuyên giáo. Phát biểu tại sự kiện, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường là đơn vị tiên phong trong việc khai mở ra các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học mới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hàng năm, trường cũng thu hút sinh viên và học viên quốc tế đến từ hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập, nghiên cứu dài hạn và hàng ngàn lượt học viên đến học tập, nghiên cứu ngắn hạn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo của nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng thời, ông cũng trao đổi quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của đội ngũ trí thức, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay nghe tin của cô hiệu trưởng, của thầy xem, của nữ cô giáo, trưởng khoa, thông tin, thư viện và của sinh viên trường Hải Đăng, tôi thấy vui mừng được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm sự tự tin để có thể là hoàn thành tốt cái công việc của mình. Các thầy cô thì không dám khen các thầy cô đâu, nhưng mà thấy rằng các bạn sinh viên rất giỏi, tự tin hơn nữa chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Điều đó, chúng ta nếu nói là tự như nói như cô trưởng khoa là chúng ta tự hào và hy vọng, thì tôi tin rằng chúng ta có tràn đầy hy vọng và tin tưởng những hy vọng tốt đẹp của chúng ta. Con người luôn nằm ở trung tâm của mọi chính sách và phát triển tương lai. Sức mạnh một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên, trong lòng đất, lòng biển, mà là ở nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, tri thức và phẩm giá. Bác Hồ từng nhấn mạnh, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Hội nghị Trung ương 8 của Đảng vừa qua đã bàn và ra nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới. Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo cùng khoa học công nghệ là cốt sắt hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Trí thức là nguồn nhân lực chất lượng cao, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các nước phát triển cũng khẳng định rằng giáo dục là chìa khóa của thành công. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập và trồng tặng trường một cây mai vàng được đưa từ quê hương Vĩnh Long của ông. Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Tình, giảng viên cao cấp, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Tình là tác giả, đồng tác giả nhiều sách tham khảo, chuyên khảo được xã hội hóa qua các nhà xuất bản và cũng là đồng chủ biên, đồng tác giả nhiều giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.